hello anh em, hôm nay sớm mình xin giới thiệu cho anh em mẫu nhớt mới đến từ úc nha anh em nhớt Gun chỉ số là 1040 và nhớ có chứng nhận api và nhớ có thêm phụ gia ester và bao thì công dụng của cái phụ gia ester này là giúp cho chịu nhiệt tốt, giúp động cơ êm và mát máy và không bị giảm độ nhớt nhanh ví dụ như bình thường là anh em đi những dòng nhớt khác thì anh em chạy tới có chừng 800 hoặc 500 là thấy nó không được như ban đầu nữa thì cái chức năng của cái ester này nó giúp cho cái độ nhớt của mình nó được đi giữ lâu hơn và đi được nhiều hơn còn cái phụ da bao này thì cái công dụng của nó là giống như một phân tử nó sẽ linh động và len lỏi vô các chi tiết của máy nhanh nhất giúp xe khởi động và tránh cái tình trạng ăn mòn là giống như là anh em để xe từ tối cho tới sáng thì nhớt nó sẽ chảy xuống bụng máy còn còn cái vụ da bao này công dụng của nó là nó sẽ len lỏi vô từng cái chi tiết máy luôn khi anh em đề máy lên là em có anh em có thể chạy được liền luôn đó thì công dụng của nó là như vậy bình này là một lít nha anh em sử dụng cho xe tay ga và xe số giá bên mình bán là 360 trăm sáu nha anh em mua bên mình là mình có bao thay hết và có ship code hết nha anh em đây nhớ của Úc nha anh em Nhớt này là thương hiệu này là các đội đua của nước ngoài là hay sử dụng nha Shop mình nằm tại hẻm số 14, sẹt 1, cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Số điện thoại 0708 79 -7935. Anh em gần xa có thay nhớ, ủng hộ mình nha.